Giá cà phê hôm nay, ngày 30 tháng 5, giá cà phê trong nước cao nhất trên 61.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 30 tháng 5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá từ 60.400 đến 60.500 đồng mỗi kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum đứng ở mức giá 60.800 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao 61.100 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư Mờ Ga giá cà phê hiện ở mức 61.000 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Yai Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 61.100 đồng mỗi kg. Có thể thấy, giá cà phê nội địa vẫn rất vững vàng trên vùng 60.000 đồng mỗi kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá thu mua đã tăng vọt đến 48% do nguồn cung trong nước liên tục cho thấy tín hiệu sụt giảm. Dự báo xuất khẩu trong niên vụ 2023-2024 sẽ xuống mức thấp nhất trong 3 niên vụ gần nhất, kết hợp với việc chi phí sản xuất tăng cao, giá cà phê Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trên vùng giá cao. Đối với giá cà phê thế giới, giá cà phê ở hai sàn London, Anh và New York, Mỹ trái chiều nhau, giá cà phê Robusta trên sàn London ở phiên giao dịch gần nhất từ 2.441 đến 2.582 USD mỗi tấn, tùy kỳ hạn giao hàng. Trong đó cao nhất là cà phê giao tháng 7 năm 2023 có giá 2.582 USD mỗi tấn cà phê giao tháng 9 năm 2023 khớp giá 2.545 USD mỗi tấn, giao hoàng tháng 11 năm 2020. Ba là 2.487 USD mỗi tấn và giao cà phê tháng 1 năm 2024 là 2.441 USD mỗi tấn. Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận sắc đỏ, ở phiên giao dịch gần nhất từ 176,9 đến 180,8 centa trong đó kỳ hạn giao cà phê tháng 7 năm 2023 đạt 180,8 cent ba. giao cà phê tháng 9 năm 2023 đạt 178,85 cent ba. giao cà phê tháng 12 năm 2023 đạt 177,15 15 cent và giao cà phê tháng 3 năm 2024 đạt 176,9 sen Cơ quan cung ứng mùa vụ chính phủ Brazil Cona đã tăng ước tính sản lượng arabica trong năm 2023 tại Brazil từ 37,48 triệu bao trong báo cáo khảo sát mùa vụ lần thứ nhất lên 37,98 triệu bao trong báo cáo mới nhất, tương đương mức cao hơn 16 phần trăm so với sản lượng năm 2022. Trong khi đó, cà phê Robusta chỉ suy yếu nhẹ dưới 1 Theo các chuyên gia, giá cà phê trong nước sau khi tăng nóng sẽ chấm dứt đà tăng kỷ lục. Bên cạnh đó, lạm phát ở nhiều quốc gia lớn trên thế giới có chiều hướng tăng nhanh hơn dự báo sẽ là một yếu tố kéo chân giao dịch hàng hóa. Dù vậy, trong ngắn hạn, do thiếu hụt nguồn cung, giá cà phê Robusta ở trong nước vẫn sẽ duy trì được mức giá cao, giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 5. Tăng giá trong ngày giao dịch đầu tuần Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 5 được thu mua với mức 74.000 đồng mỗi kg tăng 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay cũng trên đà tăng giá 1.000 đồng kg ở mức 72.500 đồng mỗi kg. Tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu 75.000 đồng mỗi kg tăng 1.000 đồng kg so với hôm qua. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.500 đồng mỗi kg. Như vậy, ngay trong ngày giao dịch đầu tuần giá tiêu bật tăng đồng loạt ở các tỉnh thành Đông Nam Bộ và Tây Nguyên sau nhiều ngày giữ mức giá giảm. Theo đánh giá của các thương lái giá tiêu bật tăng là do các đầu mối tiếp tục thu mua để chuẩn bị cho các đợt giao hàng xuất khẩu trong tháng 6 tới. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD mỗi tấn với loại 500 gram mỗi eo, loại 550 gram eo mức 3.600 USD mỗi tấn giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD mỗi tấn. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế, IPC niêm yết giá tiêu đen làm vùng, Indonesia chốt tại 3.592 USD mỗi tấn, giảm 0,3%, giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 2.950 USD mỗi tấn, giá tiêu đen chinh, Malaysia Asta dưỡng mức 4.900 USD mỗi tấn, theo các chuyên gia dự báo giá tiêu thị trường thế giới tuần này vẫn tiếp tục bị chi phối bởi sự lên xuống của đồng USD, chỉ số USD Index, DXY, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 104,23 tăng 1,0%. Chỉ số DXY duy trì ở mức cao, đánh dấu mức tăng tuần thứ 3 liên tiếp, đồng USD cao đẩy đồng nội tệ các nước xuất khẩu hồ tiêu suy yếu dẫn đến giá tiêu xuất khẩu bị giảm đồng usd cao cũng khiến các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu khó khăn hơn ở các nước tiêu thụ cũng sẽ thắt chặt chi tiêu với mặt hàng gia vị với tình hình cung cầu của thị trường không có gì thay đổi so với tuần trước triển vọng tăng giá của hồ tiêu xuất khẩu tuần này không cao